Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gia tộc Nguyễn Tấn Dũng sắp có tin vui. Nhưng cẩn thận, ông Tổng sẽ phá. Hiện tại Nguyễn Thanh Nghị đang là bộ trưởng dám làm, dám lấu nhất trong chính phủ của Việt Nam. Không những đấu với chính quyền Hà Nội mà đấu luôn cả với thế lực tài chính tiền tệ. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Thanh Nghị mạnh dạn đến như thế. Trong chính phủ, Nghị đang được ủng hộ rất lớn bởi ông Thủ tướng. Ngoài ra, bên ban bí thư cũng có người đã lên tiếng ủng hộ Nghị. Đấy là dấu hiệu rất tốt. Còn con gái ông Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng, tuy là khép kín hơn từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng về hưu, cha cô đã không còn quyền lực nữa. Tuy nhiên, theo giới thạo tin đánh giá, Nguyễn Thanh Phượng đang là người phụ nữ quyền lực bất nhất trong giới tài chính Đông Nam Á. Thực hư như thế nào thì chưa rõ lắm, vì bà Nguyễn Thanh Phượng rất kín tiếng. Tuy nhiên, chồng bà Phượng cũng là một cá nhân có tiếng trong ngành tài chính quốc tịch Mỹ nên rất có thể đây là thông tin có cơ sở. Đây là hình ảnh ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã chỗ trống. Còn lại là con út Nguyễn Minh Chiết thì hiện nay ra sao là điều mà dư luận đang đặt ra. Về Nguyễn Minh Chiết thì đang có cơ hội lớn để đảm nhận nhân vật số 1 trong các bí thư Trung ương Đoàn. Được biết, trong Trung ương Đoàn có tổng cộng một số bí thư thứ nhất là người có chức vụ cao nhất với cấp hàm là ủy viên Trung ương Đảng. Sau đó là 6 bí thư, trong đó có bí thư thường trực Bùi Quang Huy, còn lại 5 bí thư khác là Nguyễn Ngọc Lương, Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Phạm Duy Trang và Nguyễn Minh Chiết, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Vào ngày 23 tháng 7, Bộ Chính trị đã phân công, điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh. Như vậy là tại Trung ương Đoàn, ghế bí thư thứ nhất mới vừa trống xong. Đây chính là cơ hội lớn cho Nguyễn Minh Chiết nhảy vào chám vào chỗ này. Bất kỳ ai lên được chiếc ghế bí thư thứ nhất đều chắc một suất trong Trung ương Đảng, sẽ là ủy viên Trung ương Đảng cấp hàm thì ngang bằng với bộ trưởng hoặc bí thư tỉnh ủy một tỉnh. Cũng có tin cho biết ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động cho Nguyễn Minh Chiết chám vào chiếc ghế Nguyễn Tuấn Anh để lại. Về cơ hội thì bí thư thường trực Trung ương Đoàn có cơ hội lớn hơn. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Chiết đang có lợi thế là con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Có tin cũng cho hay cơ hội của Nguyễn Minh Chiết không hề thua Bùi Quang Hy chút nào. Đây là hình ảnh dường như ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động cho con trai vào chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Việt Nam. Thực ra các bí thư Trung ương Đoàn đều là hạt giống đỏ cả, không ai là con thường dân nên họ cũng sẽ có thế lực hậu thuẫn chứ không phải là không có. Tuy nhiên trong 6 bí thư Trung ương Đoàn lại không ai có gia thế khủng như Nguyễn Minh Chiết. Chính yếu tố này mà người ta đánh giá cao cơ hội của Nguyễn Minh Chiết không hề kém cạnh so với cơ hội của thường trực bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Hậu trường chính trị rất phức tạp. Nếu ông bà Dũng đưa được con út vào chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thì tất nhiên ông Tổng sẽ thấy gia tộc Nguyễn Tấn Dũng nổi dậy mạnh mẽ. Điều này sẽ khiến ông Tổng lo ngại. Tuy nhiên nếu gia tộc Nguyễn Tấn Dũng trỗi dậy thật thì cũng không đe dọa được vị thế của ông Tổng hôm nay, bởi vì ông Tổng đã quá già, sẽ về vườn trong nay mai mà thôi. Tuy nhiên thế lực Nguyễn Tấn Dũng trỗi dậy sẽ uy hiếp thế lực mà ông Tổng đang dày công xây dựng. Đây là hình ảnh liệu Nguyễn Minh Chiết có lên chức hay không. Cuộc đời ba Dũng không ngán bất kỳ ai, chỉ ngán ông Tổng mà thôi. Vậy nên việc điều động đưa con trai út vào chiếc ghế bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chỉ ngăn cản khi ông Tổng ra tay. Còn nếu không có bàn tay ông Tổng thì việc lấy chiếc ghế đứng đầu Trung ương Đoàn là trong tầm tay của ông ba Dũng. Tất cả đều đang đấu nhau rất quyết liệt. Chưa biết ngã ngũ như thế nào, hiện nay chưa thấy bàn tay ông Tổng nhúng vào cuộc chạy đua này. Đấy là thuận lợi cho nhà bà Dũng. Tuy nhiên, người Việt Nam có câu 30 chưa phải là Tết. Biết đâu vào phút chót, ông Tổng lại cho ban bí thư can thiệp vào nhân sự của Trung ương Đoàn với ý định chặn đà tiến của Nguyễn Minh Chiết, thì lúc đó ông bà Dũng lại gặp khó. Chưa biết kết quả như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp đấu tiếp theo. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau khi Hà Nội phản pháo, ông Nguyễn Thanh Nghị đang im hay tìm cách
phản đòn. Sau hơn 60 ngày chuẩn bị thì vào ngày 19 tháng 7, Hà Nội đã phản pháo lại kết luận số 39 của Bộ Xây dựng Việt Nam. Đây là cú phản pháo được xem là đương nhiên, vì không con gà nào lại nằm im tại chỗ chịu trói mà phải quay đầu đá lại người đi bắt hòng thoát thân. Cuộc đấu đá giữa thế lực Nguyễn Thế Thảo và thế lực Nguyễn Thanh Nghị chỉ mới bắt đầu. Xem nội dung bài phản pháo tại Bộ Xây dựng về phía chính phủ quyền Việt Nam tại Hà Nội, và nhiều người cho rằng các phản pháo về phía chính quyền Hà Nội là chống đỡ là chính, chứ không có khả năng tấn công ngược lại Nguyễn Thanh Nghị. Sai phạm ở trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu của quy hoạch thành phố Hà Nội là quá rõ ràng, không thể phủ nhận được. Vì thế, Nguyễn Thanh Nghị được người dân Hà Nội ủng hộ, nhưng các doanh nghiệp sai phép đang tìm mọi cách bơm tiền để chống lại những quyết định của ông Nguyễn Thanh Nghị. Đây là cuộc chiến thực sự, không hề đơn giản chút nào. Đây là hình ảnh phản pháo của Hà Nội vào ngày 19 tháng 7 vừa qua. Với cú phản pháo như vậy thì hiện nay phía ông Nguyễn Thanh Nghị vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vào ngày 22 tháng 7 thì báo Dân Việt có bài viết sai phạm đường Lê Văn Lương, thanh tra Bộ Xây dựng im lặng trước phản hồi của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội. Bài báo này cho biết Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã báo cáo giải trình gửi thanh tra Bộ Xây dựng về những sai phạm tại đường Lê Văn Lương và cho rằng nhiều nội dung chưa hợp lý cần kiểm tra bổ sung lại. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, thanh tra Bộ Xây dựng vẫn im lặng trước phản hồi này. Trước đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trúc Anh đã ký ban hành báo cáo giải trình vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 gửi thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện kết luận thanh tra số 39 về những sai phạm ở đường Lê Văn Lương. Những sai phạm này rất lớn, đem đến nhiều lợi nhuận cho các chủ đầu tư. Phía Bộ Xây dựng tuy chưa phản đòn nhưng cũng đã có động thái đỡ đòn. Đó là chiều ngày 21 tháng 7, Tránh thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn đã có trả lời báo chí rằng chúng tôi vẫn đang tiếp tục rà soát, chưa có thông tin gì thêm và những vấn đề này sẽ thông báo lại với báo chí sau. Đây là hình ảnh hành động im lặng của ông Nguyễn Thanh Nghị trở nên khó hiểu trong lúc này. Về những thông tin sai phạm ở đường Lê Văn Lương, vào ngày 21 tháng 7, phóng viên báo Dân Việt cũng đã liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội để tìm hiểu về báo cáo giải trình của Sở gửi thanh tra Bộ Xây dựng theo đúng thời hạn 60 ngày thanh tra Bộ Xây dựng đã nêu trong kết luận thanh tra số 39. Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Hà Nội Phạm Anh Tuấn cho biết hiện nay Sở đã có báo cáo giải trình gửi thanh tra Bộ Xây dựng nhưng vẫn còn một số thông tin phải làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí được. Đối với những sai phạm trên tuyến đường Lê Văn Lương, dư luận đang rất quan tâm sau những phản hồi của Sở Kế hoạch và Kiến trúc Hà Nội. Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ hồi đáp như thế nào đây? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm? Và những dự án cao tầng sai quy hoạch liệu có bị đục bỏ, tháo dỡ đi hay không? Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng kể từ ngày có kết luận thanh tra, người dân vẫn phải chờ đợi thấp thỏm, nghe ngóng thông tin cụ thể nhất. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị nhận trách nhiệm hồi sinh cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Thấy thì như thực hiện nhiệm vụ, nhưng thực ra ông Nguyễn Thanh Nghị đang tham gia đấu đá cung đình. Hà Nội có 60 ngày để trả lời, thì nếu chấp nhận những lời gì Hà Nội đưa ra, xem như ông Nguyễn Thanh Nghị thua cuộc. Mà với thế và lực của Nguyễn Thanh Nghị hiện nay, thì không dễ gì ông chịu chấp nhận thua cuộc trước thế lực phía Bắc. Nguyễn Thanh Nghị dường như đang nhận nhiệm vụ hồi sinh cho gia tộc Nguyễn Tấn Dũng và lấy lại những gì đã mất mà cánh phía Bắc đã giật lấy từ cánh miền Nam trong đại hội lần thứ 13 vừa qua. Ông Nguyễn Tấn Dũng hiện nay đang sống an nhàn tại Sài Gòn. Tuy nhiên, ông vẫn đang từng ngày, từng giờ tham gia vào chính trường thông qua con trai cả Nguyễn Thanh Nghị. Rất nhiều người đánh giá lần trở lại này của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng nhiều khả quan.